Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ gọi là chơi đồ đo nữa nha. Nhưng mà ngày hôm nay Happy chơi đồ đo nhưng mà đồ đo phiên bản pha ke nha mọi người. Có nói có khác với đồ đo real không nha. Rồi mới vô Happy thấy cái ông này, ông đi đứng ông đợi ai thì ổng giang ta, ổng giang cánh, ổng làm gì nè. Chắc là ông bị bệnh đó mọi người ơi, kệ ông đi. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi đi vô phòng nha mọi người. Đi vô cái hàng máy này để tí nó cho mình đi lên lầu phải không? Ừ đúng rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta vô thôi. Vô banh nhà lộng luôn. Rồi xong chỉ có đúng một mình Happy đi luôn á mọi người. Nè Happy có ok. Ha mọi người ơi, cái phần ở nút là xu của mấy bạn với lại đồ đo là những cái cánh cửa mà chúng ta đã đi qua á. Rồi xong bây giờ Happy sẽ đi nha mọi người. Cái cửa nó chưa mở ra sao mình đi. Banh nhà lộng luôn, mở cửa ra coi. Cửa này nó bị mốt hay gì ta. Ok mới nói xong anh nó mở cửa ra cho mình đi luôn nè. Wow cái này nó khác nha mọi người. Cái con này nè nó cũng nhìn nó hài quá. Cái mặt nó bị gì vậy. Ở đây cũng cái chu y vậy luôn nè mọi người. Với lại những cái thứ này nhưng mà kiểu như là nó nhỏ hơn. Hình như vậy Happy thấy nó cũng vậy. Nó nhỏ hơn tí rồi. Với cái tủ nè mọi người, tủ độc lạ quá. Nè mấy cái tủ. Rồi xong bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi vô lấy cái chìa khóa. Ok chúng ta có một cái chìa khóa. Và cái này nó không cho mình gọi là biết cái số phòng luôn á mọi người. Mình đi tới đâu thì mình nè. Mình cứ nhớ thôi chứ mình cũng không biết nữa. Nè không, nó không có số rồi mà nó dàn chặt à. Banh nhà lòng luôn tới hùi. Cái cửa ở đâu? Ui ơi vô cái cửa. Cô lá kêu mình đi đâu? Ông mọi người tới. Cửa này tâm vô là cái tủ. Cái đi hẳn. Hẳn luôn. Là ủa. Ở bên đây cắm đầu cái gì vậy. Ủa. À mình đi được nè. Trời ơi. Nếu mình đi là mình cắm đầu vô đâu không. Mình đâu thấy đường đâu. Ngước mặt lên trời đi không mà. Ở xong ở đây cũng tới tố hôi à mọi người. Không hiểu sao. Không biết sao mà nó tới hôi rồi. Là thêm cái khe nữa. Vô đây lọt khe nè. Trời ơi sao mấy cái chỗ mà cái đồ đo pha ke nè mọi người nó tới hôi, tới mù mà có thêm cái nút. Là Happy được 30 cái ấy. Cái gì ta, cái xu. Happy được 30 nút là xu á. Rồi nó khóa rồi nên mình phải đi tìm chìa khóa. Không cần đi tìm nữa. Tại cái chìa khóa nó kế bên cái ổ khóa của cái chìa khóa. Rồi xong đi hẳn cái ổ khóa của cái chìa khóa thì qua cái cửa này. Cửa này thì nó tới mới thui luôn. Banh nhà lòng. Ok qua được rồi mọi người. Nó hơi mất máu một tí mà không biết mất máu ở đâu luôn á. Ô tự nhiên mình đi qua cái mình bị mất máu. Không lẽ mình bị con xúc tu nó cho mình đi về ta. Ok trời ơi. Ui nghĩ đại cũng đúng luôn á mấy bạn. Happy thường thường là Happy đi bên trái là nó sẽ bị ấy. Nên mình rút kinh nghiệm là ở đây mình phải đi như thế này nè. Nó mới đúng nha mọi người chứ không là nó sai. Không có gì luôn. Phải đi qua bên đây. Đây nè, cái chìa khóa kế bên, cái chìa khóa của cái tủ của cái chìa khóa. Để mở cái ổ khóa ra mình phải cần cái chìa khóa của cái ổ khóa này. Ở trên cái tủ cái chìa khóa. Sao rớt cái ổ khóa của cái chìa khóa này. Trời ơi kệ đi, mình mới qua cửa thứ 11 rồi mọi người ơi. Rồi xong qua đây là cửa 12. Thêm một cái nút nữa. Rồi đi qua bên đây là thêm một bóng tối. Và cửa 13 rồi trời ơi nhanh vậy. Nhìn đi sao tối nữa trời ơi, sao nó vô cho nó vô mình là bóng tối không vậy. Ác quỷ Free Fire. Cái này là gì đây mọi người. Ê nó cho mình học quà nè. Oh my gosh. Abby rất là thích cái màu như thế này nên Abby sẽ lấy coi nó có gì chậm chậm nha. Cái gì vậy. Có gì đâu. Thêm cái hộp này nữa. Rồi cũng không. Có đồ cậy cửa nè mọi người ơi. Thêm một hộp nữa coi nó có gì. Có cái nến hả. Ô cũng được. Ơi sao bị đựng mở nhiều đồ cái này đã ghê luôn á. Thuốc hồi máu. Thuốc hồi gì. Thêm cái hộp sao. Rồi thêm thuốc hồi máu nữa. Ui xinh nhớ. Thật là magic luôn á.
Và ở đây nó có thêm mấy cái bong bóng, nó cũng dễ thương nha. Trời ơi, nó cho mình 4 món rồi mọi người. Thật là xịn sò, con bò. Con bò chứ không phải con bò. À, đây thêm một cái chìa khóa nữa nè. Định lấy đồ cậy cửa rồi đó. Ok, nếu mà mọi người nào muốn đi nhanh thì mọi người lấy đồ cậy, cậy luôn đi cho nó nhanh. Yeah, thì mình có 40 xu. Trời ơi, nó tày quậy. Sao con mắt nhìn nó lọ gì, nhìn nó tày quậy quá mọi người ơi. Nhìn nó giống mấy cục nhớt á, mọi người biết không? À, cái này... Ủa? Ai đời đo 10? Ai đời đo 20 rồi, đúng rồi. Mà qua bên căn phòng này cũng là những cái đống đống mắt. Phải không ta? Ừ đúng rồi, chắc vậy á. Rồi đi qua bên đây là một đống màu xanh. Ủa lộn, một đống thả màu trắng. Cái gì đây? Một cục nhớt. Thế giới ơi, một cục nhớt. Ồ, à đây đây, mình phải chạy vô đây không biết. Tưởng nó đi đường kia, một cục nhớt đang dí mình. Thấy ghê quá, sợ quá, chạy thôi. Nó đỏ lờm, đỏ ao luôn, sợ quá không dám. Y ba cả. Rồi những cái tay nó đang quơ, nó thấy ghê quá, sao nó quơ quơ nhìn độc lạ quá. Ủa rồi sao không ai dí mình thế vậy? À kìa, giờ cục nhớt này nó mới tới nè. Ủa là mình phải vẫn còn chạy nữa thôi. Ok, mình đã qua được cái phòng này mọi người, hết hồn. Hết hồn luôn á, hết hồn phiên bản phá can. Nữa lại cho mình dẫn quà nữa. Ơ à, thật là thức bụng. Mày khe. Ây da. Cái này gì đây? Thêm một thuốc hồi máu. Ok. À, 5 món rồi. Rồi lọt khe luôn, không có gì luôn mọi người. Đây bên đây là cái gì đây? Ô, thêm một thuốc hồi máu nữa. Thật là magic. Họ thích á. Banh nhà lòng luôn, quá nó làm một đống đồ ăn cho mình ăn nè. Thật là cô tha mọi người ơi. Nhìn cô tha, nhìn chưa chắc là cô tha. Ủa sao mình có nhiều thuốc hồi máu hả? Hello. Cái map này thật là dễ thương mọi người ơi. Là cô tha. Nhớ sợ mình mất máu hay gì á, nó cho mình quá trời thuốc hồi máu nè. Ủa nãy giờ đi lậm được quá trời vật phẩm không? Hell. Uầy, đi vô cái này đúng không ta? Ôi xăm luôn. Đến nè. Ok, qua bên đây là cái cửa. Cái hàng gạo. Wow. Banh nhà lòng luôn. Đẹp quá mọi người ơi. Ông mấy chuối thật là cool the. Trời ơi, Happy thích, thích cái phong cảnh này lắm luôn á. Đẹp quá à. Thêm một cục đất kìa. Đẹp quá à, trời ơi, cái đồ đo phiên bản pha ke nhưng mà nó pha ke nhưng mà đẹp thiệt. Trời ơi, Happy lần đầu tiên gặp cái đồ đo pha ke, trong cái đồ đo pha ke nó pha ke nhưng mà nó đẹp luôn á. Ok, và nãy giờ nó tặng cho mình quá trời vật phẩm thôi nên bây giờ mình sẽ đi banh nhà lòng. Mình sẽ đi chơi. Nè, ai bảo nát tường luôn rồi, thấy ghê quá, sợ quá đi. Sợ quá đi, tìm cái đồ cậy cửa cho nó nhanh nha mọi người. Ok, là mất cái vật phẩm cây cửa thôi. Ok, hên quá, không có không có bị giống hồi nãy. Bỏ thêm cái nến nữa. Mãi kheo. Xịn dở, Happy có 8 vật phẩm luôn rồi đó. Xịn nha mấy bạn. Cái gì vậy? Banh nhà lòng luôn, chạy qua hết hồn, không thấy gì hết. À, cục đèn miễn phí. À, một đống lửa miễn phí nè mọi người. Thích mà. Ở đi qua đây cũng phải tông nữa. Tông hẳn rồi đi luôn. What the hell. À, thì bây giờ chúng ta sẽ uống thuốc hồi máu cho nó nhanh. Từ nãy giờ chúng ta có rất là nhiều thuốc hồi máu rồi. Ủa này không chạy nhanh hả mấy bạn? Đâu rồi ta? Ơi laser mọi người. Oh my god, laser. Ở đó pha kia có laser nhưng mà chúng ta không thể đụng vào laser. Chúng ta đụng vào laser nhưng mà chúng ta không thể bị mất máu bởi laser ở trong đờ đo pha kia. Ok. Hơi nhức nhức cái đầu. Ta hai phòng laser.
Ủa rồi, ok. Xinh nhớ, đẹp thế. Vô bên nhà lòng luôn, đẹp đó mọi người. Từ từ nha, mình qua lời đo 46 rồi mọi người ơi. Thế trời quá trời. Ủa vậy? Cục kẹo. What the hell, what the hell. Đi té sắc mặt lận. Mới đá buồn luôn nè nè. À trời ơi mọi người, Happy biết rồi nè, mấy cái cục đỏ đỏ là chúng ta không nên lấy đâu. Tại mấy cái cục đỏ đỏ là fake á, tức là mấy cái đó là hàng giả mọi người. À, sao bây giờ chúng ta phải đi tìm thêm những cái cuốn sách khác nữa con này bo gốc. Thấy ghê nha, sợ nha. Sợ á. Sợ muốn chạy nhanh vô. Ủa rồi đâu vậy? Đây 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 đây, cuối cùng cũng tìm rồi nè. Banh nhà lòng luôn. Đây được 3 cục. Rồi đi qua bên đây cũng có gì luôn, hồi nãy cũng đi rồi. Chắc là phải đi lên kia mọi người ơi. Quậy. Yeah, cái gì đó? Sao xuống đó rồi em muốn rồi. Nó banh nhà lòng luôn. Nó xuống đây nha. Thấy ghê quá, nó xuống đây luôn. Rồi xong đi lên đây cũng có gì luôn. Chắc là mình phải đi ra kia á. Nó đâu vậy? À nó dưới kia. Hello. Nguyên cục đã lờm. Ok. Tìm được. Rồi sao mình đã tìm được bao nhiêu cục vậy? Năm. Ủa vậy 4 cục rồi lộn. Đừng lộn. Ok. Uống thuốc chạy nhanh vô, chạy cho nó nhanh. Sao con này nó hít hít dí người ta không à? Đó nó thích làm cho người ta sợ đó mọi người. Nó bị mà nó bị ấy, nó bị khuyết tật rồi, tội tội nghiệp đó quá. Trời đi lên kia khốn hả, mình dưới đây mà đi lên kia. Tại vì nó biết cuốn sách ở trên kia đi lại hay gì á, rồi nó không cho mình lấy. Rồi xong, mưa luôn, mưa rào đùng đùng, mưa rào ban nhà luôn. Yêu nó đâu vậy? Yeah. Sợ mấy bạn ơi. Hello, ngày hôm nay mình sẽ đi uống thuốc sĩ nội. Bên này cũng có gì luôn. Cái gì vậy? Ở cái bóng đèn hết hồn. Ủa hello. Ẩu nha man. Rồi banh lên đây chi. Hả đi xuống. Ủa gì xuống nó nhanh vậy bà nội. Thánh thần ơi, cái đi xuống nó nham vậy. Đu uống thuốc hả gì ạ? Nếu như mà bà cho uống thuốc thì Happy sẽ gì vậy? Ẩu rồi đó. Đừng bỏ em một mình. Phải nó banh nhằn lắm, đi lên kia kìa. Hên hên nha mấy bạn. Ê, ủa hello. Ủa đâu vậy? À quên, bên đó nó có thể đi xuống được. Nhầm. Nhầm toa rồi. Ủa nó đâu? Ủa hello. Nó đâu vậy? Bạn chỉ mình đi. Ủa Happy không biết nó đâu luôn thiệt á. Sợ nha bạn. Ủa nó đâu vậy? What the hell? What the hell? Để Happy giờ làm trước ba cái này cái cho nó xàm hết đi. Chứ không hồi nó lợi nữa. Hình tròn là thứ nhất này, hình tròn là số 5. Ây da. Sao khô nằm kham. Số 5. Hình bo góc là số 7. Số 7 xong rồi số gì? Số 7, số 4. Số 7 nè, số 4. Rồi. Số 7, số 4 xong. Là tới hình vuông là số 1 nè. Đó, rồi xong bây giờ còn đúng một hình nữa. Là hình hình ngôi sao nha mấy bạn. Linh cảm nó hay là sao nó biết là mình đi vậy? Ủa hello. Ơ, chấm sỏi luôn á, đâu queo vô. Đâu rồi mọi người giúp mình, mọi người tìm phụ mình đi. Bye đâu rồi?
Chắc là nó bay đi qua Tây Hiên rồi. Ê, rong rác rồi. What the hell, không lẽ nó làm thiếu nè. Đánh giá một sao luôn. Đánh giá lòng. Ơi, tớ có nãy giờ đi không tiền được á. Ồ, nãy giờ anh biết là ở đây chạy heo mình á. Mới biết á. Sợ nha bạn ơi. Mình sợ rồi. Đừng có đi theo mình rất là sợ bạn. Ê, ẩu rồi đó. Đi đây làm gì? Đi ra đi, ừ đúng rồi đó. Không quá, đừng đi ra đây. Trời ơi, cứu mình với. Còn gặp con này đi qua lại nữa. Báo, thật sự luôn á. Đây à. Nó đang làm gì kìa. Ủa rồi xong, không thấy cái cuốn sách ở đâu luôn. Không lẽ người ta giấu cuốn sách rồi, ta để đầu rồi. Không lẽ ta để đầu mình. Chắc là con lấy nhai nuốt rồi. Hình tam giác, cua lộn hình ngôi sao. Xin hãy cầu nguyện. Thật là độc lạ Bình Dương. Ôi hello. Mọi người cứu mình với. Rồi xong luôn, không tìm thấy luôn mọi người ơi. Không lẽ nó lỏ. Ôi, what the hell. Đi nãy giờ vòng vòng rồi đó. Chóng mặt rồi đó. Oh, we can end it say. Baby, tu-ba-ra. Ủa sao cái con này nó nhai nuốt cái cuốn sách hay gì vậy trời ơi. Nhai băm nhà lòng luôn. Ôi sao mọi người ơi. Nói chung là mình không có tìm được rồi. Buồn luôn. Buồn banh nhà lòng luôn mọi người. Thế mình nghĩ nó sẽ là số tự. Bởi sao chữ V là số số 6. Chữ V là số 6 nha mấy bạn ơi. Chữ V là số 6. Phải uống thêm lần nữa chạy nó nhanh nè. Trời xong luôn mọi người ơi. Sao cái con này nó cứ nhai nuốt bả cuốn sách mà bi rồi. Bây giờ nó cũng đuổi túi. Nó đuổi đó là lộn. Nó đuổi tới Happy nè. Ủa không thấy đường. Làm cái tủ đầu cao quá trời. Rồi xong luôn mọi người ơi. Bay đâu rồi, cứu mình. Không lẽ nó để trên đầu. Ê trời ơi báo. Thật sự luôn. Nó đó nãy giờ không thấy. Oh my gosh. Nhức nhức cái đầu. Sao tôi nghe nó nhức nhức. Từ nè. Hình tròn đi trước là hình tròn số 5. Số 5 sau bồi hình. Số 5, số 7. Số 1, số 4. Số 5. Số 1. Để nói số 1 nghe không. Trời ơi đi nhúc nhích cái tường hoài. Trời ơi sao tôi nghe nhức nhức cái đầu. Hơn quá mém xíu là mình té rồi. What the hell. Sao mới đầu nói gì đi hiếp. Ôi trời ơi. Sao nó làm cái gì. Trời hơn quá cuối cùng nó cũng đi về Nam Mô Di Đà Phật. Từ đâu rồi. Số 5 ơi. Cái gì số 5. Số 5 nè. Sao mày số gì đây. Số 1. Số 4 hả. Số 5 số 1. Ủa từ từ mọi người. Số 5 số 7. Số 5. Số 7 số 7. Rồi. Sao mời tới hình vuông là số 1. Tam giác là số 4. Cái sao mời cái cuối cùng hình nữa sao là hình số 8. Mở. Yeah, trời ơi mọi người ơi. Trời ơi mở được cửa rồi nè. Mừng quá mừng thấy bà luôn. Banh nhà lòng. Oh my god.
anh nhà lộng luôn hắn rồi. Win chứ win đâu, nhưng mà mở được cửa rồi vui quá. Là sus, ủa lộn xuống nhầm. Trời ơi mừng quá, lần đầu tiên Happy mở được cửa, vui quá. Mọi người nhức nhức cái đầu, tôi nghe sao tôi nghe nó nhức nhức. Hên quá mém xíu Happy bỏ cuộc rồi mà. Hên hên có Happy, Happy tự cậu vũ Happy à. Happy có thể mở được cửa đấy. Trời ơi mừng quá mọi người, mình đã mở được cửa rồi. Bây giờ chúng ta đã qua màn 51 rồi. Mừng quá. Rồi giờ tới màn ấy, màn 52 rồi. Trời tí tới màn 101 luôn. Rồi nè mọi người, không cần nhìn đường đâu mà mình vẫn sáng ha. Rồi xong đi qua bên đây là cái sập tù. Hello. Đâu rồi, để mình làm mình đổi coi. 25 xô, 25 nút thì giờ được cái hộp mà chạy nhanh đó mọi người. Còn cái chìa khóa 100 nút rồi. Huyền bí quá, Happy có 50 à. Nhà nông này sảnh nha. Không, con này nhìn hại quá mọi người ơi. Mình không thể nói gì được, mình phải bình tĩnh. Trời mọi người thấy mình hay mình chỉnh sao. Mà mình có thể đi qua laser. Ơi, hết hồn cái gì đây, what the hell. What the hell, mình nhìn trong bóng tối mà sảnh chưa. Chưa đúng không, chưa kể bạn. đi qua bên này dẫn tới hôi tới mù. Sao hết lại trong bóng tối quá. Nhưng mà hơn là bị chỉnh rồi. Đừng có mà làm màu. Giỡn nó chứ làm gì làm đi. Còn ở đây là cũng là kim tiến nè mọi người. Kim tiến. Ở thêm một thanh giá thì xịn nha. Xịn băng nhà lòng luôn. Wow mọi người. Thêm cái đồ cạy cửa nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua. Để có gì chúng ta phải cầm cái này hoài luôn á mọi người. Chứ không là tí nhớ nó chớp đèn á. Là mình hầu cậu không có kịp á là mình bay băng nhà lòng luôn. Thôi cái nến coi. Để không? Chứ mà mình vẫn phải đi vô đây. Tại vì mình sợ là phí á mọi người. Coi, ủa hello. Hello. Ok nó qua nè, hên quá. Sao ra lâu vậy? Ê, sao đi ngược đường rồi, đáng lẽ đường này mà đi đường này. How? Chắc nó lỏ mọi người ơi, mình đi tới mạng. Oh no mọi người ơi, mình đi tới mạng 68 mình đã đời. Oh no, buồn quá. Ok, hello Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ gọi là chơi đồ đo. Nhưng mà đồ đo này nó hơi độc lạ nha mọi người. Đồ đo này ấy tức là chúng ta sẽ chạy bộ nha. Và một tí sẽ có là cái con gì đó nó chạy theo. Nếu như mà các bạn mà không chạy nhanh đó, thì cái con nó sẽ lợi và nó sẽ cho các bạn đi gặp ông bà luôn á. Tức là không phải là mình sẽ bị ngỡm nha. Mình sẽ gọi là bị gọi là quay lại và xuất phát nè. Con này nè mấy bạn. Đó 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 mấy bạn thấy không. Nè hồi banh nhà lồng hết luôn. Thấy không, chui hết là banh mấy bạn rồi nè. Rồi tí bạn này cũng banh nhà lồng luôn. Nè có mấy bạn mà đi nhanh đó, mấy bạn đi trước luôn, đi sắp tới nhà luôn. Đó thấy không, té luôn rồi. Và mọi người ơi, bây giờ Happy sẽ chơi. Happy sẽ gọi là thử cái Happy sẽ chơi thử trước nha. Và cái này là mình phải cái này là chúng ta là, nếu như mà chúng ta qua một màn thì chúng ta sẽ được một cái dương niệm nha mọi người. Wow quá đẹp luôn. Còn cái này là chỗ để mua đồ cho chúng ta đựng nè cái Lucky, cái cỏ bốn lá mọi người. Rồi cái cỏ đó rất là hên luôn á mấy bạn. Bên này là cót nè, bên đây là gì à, pet à, con bé đó mọi người, mấy bạn mà mua bé đó. Còn bên đây là, ủa bên đây là hình như là những cái là cái sóng xanh ở đằng sau lưng mình á hay gì á mọi người. Cái này free nè. Free vậy là mình có thể lấy được không mấy bạn? Đây cái này có rất là nhiều trò chơi luôn á. Mà Happy mới đi có tới màn 5 mà. Rồi xong mọi người, mình còn có 20 mấy giây nữa à. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi lại nha mọi người. Cái con này nó đang chạy, mình đã sắp tới. Nó tới, hình như là nó tới đây là mình đi về hay gì á. Và bạn này bị lát hay gì á. Ô chạy, hết hồn. Chạy một chỗ luôn. Ôi có mấy bạn chạy nhanh thiệt chứ. Hết hồn luôn á. Rồi ok, đi về thôi mọi người ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm, người ta nói là click thiệt nhanh để chúng ta có thể chạy thiệt nhanh. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đợi cái dây này trôi qua và chúng ta mới bắt đầu bấm nha.
Thì thời gian bấm của chúng ta là hình như là tới 18 giây nha mấy bạn ơi. Coi bấm sao nghe, tôi nghe nó nhức nhức. À cái này lúc trước là Happy bấm nó hơi bị nhiều đúng không mọi người? Có nhiều người bấm tới trời ơi, mấy triệu luôn á, xịn lắm á. Mà Happy mới bấm được có 20 mấy rồi nè, thấy không? Giờ còn có 118 luôn ạ. Và bây giờ coi Happy có đi trước được không? Đó thấy không? Chưa kịp nói nữa thấy cái là biết rồi, Happy đi cuối luôn. Happy đi, ủa Happy đi bác luôn mọi người ơi. Rồi sao mua luôn? Cái này gương niệm 100 hả? Cái này là cái gì vậy? Không, không có một cái đó. Cái này là à, cái gương niệm mọi người ơi, như là để mình mua đồ hay gì á, Happy nghĩ vậy. Từ từ để Happy vô cái phần mà hồi nãy với Happy ra mua để Happy cho các bạn xem nha. Ừ quá. À không, cái chỗ này, ê cái chỗ này độc não nè. Cái gì vậy? Ơ con này nhìn hài á. Oh my god, mấy con này nhìn hài quá bạn ơi. À mấy con này phải mua mọi người ơi. Mua cái sao mình biến thành nó, cái sao mình này chạy hả? Độc lão à. Độc lạ bình minh. Ủa cái gì ta? À đây nè mọi người ơi. Ờ 60k mua được đúng một cục màu. Ở đằng sau lưng kiểu như túa ra mọi người. Cái này là free nè. Ủa cái gì vậy? À Happy qua một màn rồi nè. Màn thứ 6 rồi. Yeah vui quá à. Và mọi người ơi cái cầu vòng này nó tới 100 robot luôn. Nhiều dữ. Oh my god. Nhưng mà Happy sẽ ráng Happy gọi là chơi được để Happy mua cái để Happy sẽ mua hai cái miếng này. Trời ơi Happy thích hai cái màu này kiểu màu loang loang á mọi người. Loan ngoài vậy nè, cõi cái này có ba màu, màu hồng nè. Sau bên đây là màu hồng đậm, bên đây là màu tím, còn bên đây là màu xanh. Không biết mọi người nhìn ra màu xanh không? Ở bên góc này nè nha mọi người, trời ơi. Ơi nói sao còn có 3 giây à. Đâu vậy? Ủa cách nào để tắt ta? Rồi Happy tắt được này, vui quá. Rồi xong bây giờ Happy sẽ gọi là click nha mọi người. Click. Ok click vô. 1, 2, 3 bấm cái này khùng đầu luôn á. Bấm này nè sao xù phu luôn. Trời ơi mấy bạn, à mấy con này là con bé mọi người ơi. Trời ơi vậy mà hồi nãy Happy tưởng đâu là mua vô cái mình thành lấy con đó chứ. Ai nhè là cái đó là mình chỉ cần gọi là mình mua cái xong là cái đó là con bé của mình thôi. Rồi xong Happy bấm được có 122 thôi. Buồn quá à. Ui từ từ. Sao kêu nghĩ mua được cái gì? Từ từ để Happy xem thử nha. Chắc cũng không có mua được gì đâu. Tại vì mình mới chơi mà. Happy nhấn vô đây coi là nó sao. À cái này nhấn để chơi chung với ai nè. Sao có hai bạn này giống nhau hả? Ủa đây là một bạn hả? Trời con nó đã đánh anh nhà lầm mình luôn rồi. Ui con này là con mới vậy mọi người ơi. Giờ mình mới để ý luôn á. Oh my god hay quá. Để Happy cho bạn xem mấy bạn mà bấm nhanh nè. Trời ơi mọi người lúc trước á Happy mới vô Happy thử á. Là lúc đó Happy thấy cái bạn kia mà tới 9 triệu luôn á. 9 bờ luôn, 9 mét luôn á. Xịn ghê luôn. Còn mấy bạn này thì cũng xịn rồi đó. Khi một màn nữa là 400 luôn rồi. Nhanh lên, cố lên bạn ơi. Rồi, ủa gì ghê á. Oh my god. Giờ cái là lên mấy luôn kìa, xịn quá à. Có mấy bạn mà chạy nhanh hơn Happy luôn nè. Rồi Happy được 7 cái dương niệm mà 7 dương niệm mà chừng nào mới mua được vậy trời ơi. Happy cũng không biết chừng nào luôn á bạn. Tại vì kiểu như là cái này nó chạy nhưng mà mình phải bấm rất là nhanh luôn á. Nếu như mà mình không bấm nhanh thì nó chỉ có mấy trăm thôi. À, nó 1000 á là kiểu như là nó tới 1000 mấy là đủ nhanh rồi. Happy nghĩ vậy thôi chứ Happy cũng không biết nữa. Tại vì Happy thấy mấy bạn à. Chạy hơi bị nhanh luôn á, chạy banh nhà lòng luôn. Nè thấy không, 5000 luôn rồi. Xịn quá, còn bên này tới 9000 luôn, 9000 mà 10000. Ủa gì vậy? À chúng ta có thể tele những cái gọi là cái phòng màu nè mọi người ơi. Happy đang ở cái phòng bình thường nè. Cái phớt 2. Ok, để tí Happy sẽ tele nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bấm thôi. Để tí Happy sẽ gọi là tìm cái cách gọi là để mở khóa những căn phòng đó cho mấy bạn nha. Tại vì Happy cũng rất là thích
mấy cái phòng mà có màu mè á mọi người, chứ không có màu mè nhìn nó chán, nhìn giống cái phòng này nè. Hình như là cái đó là mình phải tay le hay gì mấy bạn. Nhưng mà Happy cũng biết là, ủa Happy đâu rồi ta? Đâu rồi? À đây, trời ơi cũng có 115 nè mọi người, xịu luôn. Happy sẽ tìm hiểu thêm. Cái là, à cái này là tắt cái này cho nó đừng có mát mát đúng không? Ok hiểu rồi. Còn cái này là gì đây? Oh, nhớ tróc màn hình luôn á mọi người. Ê nhìn Happy như không chạy luôn á. Ê nhìn Happy giống này đi ngược nè. Ê nhìn sao nhức nhức cái đầu. Ê, trời ơi mọi người, cái con đó mọi người có thấy không? Oh my god, hồi nãy á nó chạy là cái nó quánh banh nhà lòng mình luôn. Sợ quá. Này là gì vậy? Cái này là click nhanh hơn hả? Hay quá. Nhưng mà cái này Happy thấy nó khá là mát. Oh shit. 900. Ủa gì? 400. Có 199. Là mình dư ra 201. Ờ ok hiểu rồi. Nhưng mà nó hơi mát mọi người ơi. Rất là mát luôn á. Đối với Happy thì nó mát. Cái này gì? À có cái này vô mà Happy có bị quên á. Du hép unlock đích đờ đo. À cái này là phòng mọi người, những cái căn phòng nè. Rồi Happy, để Happy chỉ cho. Cái phòng này là cái phòng mà Happy đang chơi nè. Còn cái này á là nó không có giống bình thường đâu. Cái phòng nào tối thì nó tối luôn nè, nhìn nó sáng thì nó sẽ sáng. Còn mấy phòng nào mà nhìn nó tối là tối hui luôn. Ồ như cái phòng mà Happy đang đi vậy nè, nhìn nó sáng đúng không? Thì vô đây nó cũng sáng nè. Rồi Happy hiểu luôn rồi. Quá dễ. Ủa Happy, trời mấy bạn ơi, Happy ngồi Happy nói chuyện với mấy bạn sao mà giờ đó sắp hết thời gian rồi nè, thấy không? Rồi để mình tắt nè. Ở cái con này sao nó đứng im luôn vậy, chứ nó bị gì vậy? Chắc nó bị lót hay gì á. Rồi xong luôn. Oh my god. Happy để cho nó tự động đi á mọi người, là nhấn vô đây nè. Xịn quá. Happy qua bên này. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ tắm thôi. Ok bấm cái này chắc là banh nhà lòng luôn á bạn ơi. Let's get a đám mầm mới. Trời mọi người, Happy cứ bấm nhiều nhiều vô. Trời ơi sao còn 6 giây vậy? Ít xỉu luôn, Happy mới bấm được con tí luôn á. Rồi xong luôn, bấm được 113. Thấy Happy hay không? Tại vì Happy có nhiêu này á. Happy bấm nhiều nhất của Happy là 139. 140 nha mọi người, mà kiểu như là mình bấm á, mình bấm cái xong kiểu như là nó bị thụt lại một số, nghe nó tức kiểu gì nha mọi người. Mọi người có bị không? Cái map này nó cứ bị thụt lại một số á. Cái phần quy nó đây nè, rồi cái phần mà chúng ta nhấn ấy, cái này là cái đi lên, nhưng mà vì không có đi lên thì bị đi xuống. Em mơ được khóc. Ủa gì cái tay vậy mới đúng. Cái ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Nhìn lại vậy là sao? Happy nói chuyện nó hơi khó hiểu quá. Ủa sao cái con này bây giờ nó chạy nhanh như thế? Hồi nãy Happy thấy nó chạy bình thường mà. Ủa cái gì vậy? À, nãy có ai mời Happy với mấy bạn, mấy bạn có thấy không? Happy xem Happy mời coi. Thôi cái này Happy không biết nên Happy sẽ không có mời nha mọi người. Tại vì Happy đâu biết ai đâu mà Happy mời. Trời ơi chạy nhanh như thế. Không biết. Happy mời thử coi. Rồi xong không chấp nhận luôn mọi người ơi, buồn luôn. Yay, mình tới 9 rồi. Ủa 9 rồi mọi người ơi. Bây giờ mình còn đúng một màn nữa là mình lên 10 rồi. Mới lên 3. Kiểu như là cái tay mình đó mấy bạn, để Happy nói cho. Là cái tay của mình á, mình giơ số 2 đi đúng không? Là hay giơ lộn số 3 nè. Giơ số 9 là vậy nè. Cứ bị lộn á. Khi số 8 độc lạ Bình Dương. Rồi xong chứ. Ôi nãy giờ không có ai mà gọi là bị gì luôn. Để bị ấy. Ủa gì hả? What the hell? What? Con gì mà nó có cái lỗ? Ờ không phải. Cái cục lõm của nó mà. Em bị nó lõm là cái lõm. Cái này, ôi sao nó bị kiểu là nó bị chậm chậm á mọi người. Nhưng mà Happy thấy vẫn may mắn hơn những bạn khác. Là Happy bấm được cái nhanh. Ô xịt rồi xong luôn. Còn
Oh my god, 111. Ok, Happy có thể biết là mốt Happy lớn lên, Happy sẽ sống tới 111 tuổi. Rồi xong 12 luôn rồi nè. Cái gì vậy? Trời ơi, cái bạn nó đây nè mọi người, chạy nhanh đi hả? Ok mọi người, thì nãy giờ là Happy chạy nhiều rồi nên bây giờ Happy quyết định là Happy không có chạy nữa. Happy sẽ gọi là đi khám phá nha. Happy sẽ đi khám phá rồi, để cái chỗ này là chỗ gì đây? Để vậy thôi hả? Ôi. À cái này là để mua mọi người ơi, cái này nhấn là nhấn X2 á, y như là nhấn một cái nhưng mà ra hai cái. Ờ chắc vậy á, Happy nghĩ vậy thôi. Còn cái hộp này là gì vậy? Cái hộp lưu trữ đồ thôi hả? Gạnh quá hả? Vậy có đi mua nữa hả? Happy không biết là mua để lưu trữ cái gì luôn á, quýt trời heo. Còn ở đây là cái dương niệm. Ở cái dương niệm thì nãy giờ Happy thấy cũng nhiều rồi. Đây là Clutch X2 20. Cái này hình như là từ cái này hình như là phút đó ta. Ok, ý là cái này là mình ít được. Happy không, cái này hình như là phút hay giây gì đó không nhớ. Còn cái này là không biết một tiếng chắc vậy á, tại vì Happy nghĩ vậy. Lúc trước Happy cũng thấy mấy cái chữ hờ á. Ấy, ủa mới nói chuyện xong tí là hồi nay nó vào nhà lòng luôn. Oh my gosh, mình vô vận may mọi người ơi, vận may. Thôi thôi, không ác độc thì chứ Happy tưởng đâu là cái đó là, nó dễ thương, nó tốt lắm mọi người. Happy nghĩ là nó sẽ cho mình free một chuyến, hoặc là gọi là cho mình miễn phí một lần không trăm robot. Cái chịu nổi không mấy bạn? Oh my gosh, ready. Có 3, 103. Nè, giờ xong Happy chạy chậm nhất luôn mọi người ơi, buồn quá. Cái này gì vậy? Nè trời ơi mọi người ơi, nếu như mà mọi người có vô đây thì nó có những cái trò chơi. Ê cái này là nhảy xa nè, vui quá, để bữa nào Happy chơi thử nha. Nhảy xa vậy đâu, chứ 99 cộng luôn à. Xịn vậy. Này ơi, cái gì vậy? Nãy giờ Happy đang thắc mắc là tại sao Happy không thấy lấy lại được đồ free á mọi người đây. Cái đồ này nè. Trong đây hả? Gì vậy? Bao nhiêu bét, nhưng mà con bét ở đâu? How? Này là bét đó hả? Bét này nó hơi độc quyền tí nhưng mà mình không có mua được. Ủa nhưng mà mọi người, Happy muốn mua con bét nhưng mà mọi người có thể chỉ Happy là con bét nó ở đâu không? À, con bé ở đây và lên đây là cái gì đây? Không có gì luôn, what the hell. Ai tôm hiểu, what the hell. Hình như là con bé là phải đi lại cái chỗ hồi nãy hay gì mọi người ơi. Ok mọi người ơi, thì ngày hôm nay Happy đã chạy được 9 mạng rồi. Về đây giờ thì mạng thứ 10 nè, 1, 2, 3, đó mạng thứ 10 luôn, hay chưa? Và nếu như mọi người thích Happy chơi cái trò chạy như thế này nữa và cày á, thì mọi người hãy nhớ like share cho mình nha. Và bây giờ thì chúc em mới vui vẻ, bye bye. Ok, hello Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ chơi đồ đo nha mọi người. Nhưng mà đồ đo này là phiên bản bị lỗi nè mọi người thấy không? Mới vô là thấy cái mặt cười đứng nó đợi mình rồi. Chắc là nó cười đi cái gì nó mỏ nó méo luôn rồi nè. Mình quay qua đâu là nó quay heo luôn mọi người. Và mọi người ơi, cái đồ đo này là đồ pha ke. Và mới vô thì mấy bạn có thể thấy là mấy bạn có thể biết là cái này là pha ke luôn rồi, chứ không cần nói là cũng biết luôn. Ở giờ Happy sẽ cho thử coi nó có khác gì đồ đo real không nha. Thì mới vô thì cái chỗ này nó chỉ có ba cái ghế với lại cái bàn thôi, với lại ba cái bí ngô. Trời nó xịu luôn á mọi người, chứ đồ đo real là nó có rất là nhiều. Ủa à, cái tiếng ngồi dữ quá, mình nhìn mắc cười quá mấy bạn ơi. Nhìn quý tật quá à nè, cái chân của Happy này nó bị lè ra luôn. Thôi bây giờ mình không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi vô thôi. Đi vô cái này. À cái này là cái hang máy. Qua cái hang máy là cái một cái phòng màu xanh. Ôi mọi người ơi, cái này là người ta lấy mật khẩu. Mật khẩu đây nè, mật khẩu là 5172. 5172 Enter. Để Happy chẳng. Để Happy đứng trước mặt hả? 5 nè, 172. Xong rồi bây giờ Happy sẽ gọi là đi qua nhấn nút Enter. Rồi Happy đi thôi. Đi qua bên đây nè mọi người ơi. Trời ơi cái cửa nè.
Nhìn qua bên đây mới nhìn thôi là thấy cái ông này ông độc lạ quá mọi người ơi, cái gì á? Oh hello. Ủa sao cái con này nhìn nó hài quá. À là bây giờ mình nó cho mình thời gian để mình chui vô tủ ha. Sao cái tủ nhìn, ủa cái tủ nó mở lạ quá ta. Cách nào để đóng cái tủ rồi ta? Rồi xong thôi, cái con nó đi luôn rồi, nó banh nhà lòng rồi mọi người ơi. Bây giờ là mình phải đi qua bên cái cánh cửa này. Bên cánh cửa này nó có cái gì đây? Ủa ok, qua bên đây thì nó có cái tủ, ok cũng là cái tủ nha mọi người. Rồi tiếp theo là bên đây. Sao nãy giờ cái cửa này nó mở hơi bị chậm luôn á mọi người. Bên cái phòng này nó có rất là nhiều tủ luôn. Còn bên đây thì nó có nhiều bức hình quá nè. Bức hình của mấy con bộ xương với lại mấy cái chậu. Nó khác như đó đó mọi người. Với lại nó khác những cái căn phòng nữa nè. Ôi con mắt nhìn độc lạ quá, nhìn độc lạ bình dương quá, nó hình tròn mọi người. Nhìn không ra con mắt luôn á, nhìn ra cái gì á. Rồi đi qua cánh cửa này là là bây giờ chúng ta phải chạy khỏi những cái này á hả? Ủa mày có sợ quá mấy bạn ơi, lửa không à. Hồi mình tan vô đống lửa cái là mình banh nhà lòng luôn. Trời ơi chưa kịp thấy gì nữa. Ủa đây là để nó không cho mình biết là mình đang ở trên màn máy luôn. Sao cái cửa này nó mở lâu quá ta. Ok ok mở rồi nè. Ủa gì vậy? Ok vô. Ồ chưa gì hết, chúng ta đã gọi là vô cái căn phòng của cái con gì nè. Hình tròn là số 2 hả? Ok để hai bị xem rồi. Đi ra nè. Hình tròn là, ủa hình tròn 1x2. Còn cái hình này là hình W bằng 2, ok. Rồi Happy biết rồi, như là cái tấm ảnh này nè mọi người có thể thấy không? Là cái hình này nè, là W á, số 2 là, ủa Happy thấy W số 2, số 3 ta. Ủa số 2 mà. Ê, cái này là gì vậy? Ê cái con đó đó mọi người. Sao con này lạ vậy? Trời ơi ê. Mình chỉ mất máu hơi hơn đó mọi người ơi. Làm giống gì mà nó kẹt lên hoài luôn kìa nó kìa mọi người ơi. Ê sao cái gì đây? Bộ xương, một đống xương nè. Sao cái con nó cứ làm gì hoài ta? Cái này mình không có lấy số rồi, mình chỉ gọi là bấm đại thôi. Ok, để bây giờ Happy vô đây, Happy bấm thử. What the hell. Mình phải bấm ở đây hả? 2 3 9 6 thử ơi. Không, không được luôn, ôi giời. Happy đi tìm tiếp nha mọi người. Nãy là có hình W là số 2 nè, W. Còn bên đây là X. Còn bên đây là O. Ok, Ủa, sao bên đó được hay quá. Ủa chui qua hả ba? Ok, để bây giờ Happy nhìn lại nha. X là, ủa gì? O là đi nhất nha mọi người, O là đi đầu tiên. Còn từ 1, 2, 3, 4. Trời, hiểu luôn rồi mọi người ơi. Cái này nhìn cái là mình easy luôn nè. Để Happy thử rồi. 1, 2, 3, 4. À hiểu rồi, cái nào đi trước, cái nào đi sau đúng không? Nè hình đó, hình tròn là đi trước, hình tròn là số 1. Hình tròn hả? Hình tròn là số 2 nè, hình tròn số 2. Hình, ôi da. Để Happy làm cái này cho. Hình tròn là số 2 nè. Rồi, X là số mấy? X là số 3 nha mấy bạn ơi. Để Happy làm, để tí Happy nhớ lại nha mấy bạn. Tại vì thường thường là ba cái này á, làm nó sẽ rất là khó. X bằng 3 nè. O là 2 đi rồi. W là bằng 2 nha mọi người, ok. W nè là bằng. Từ từ để Happy làm nha mấy bạn. Tại vì giờ cái này nó rất là khó luôn. Tại vì mấy lúc trước á là Happy có chơi. Mà chơi gì ba cái màn mà nó khó kinh khủng luôn. Đi vô là nó không có mở cửa được luôn. Mình tìm được 1, 2, 3 rồi, bây giờ mình chỉ cần tìm thêm một cái nữa thôi. Là hình gì đây? Hình quy, chữ quy á mọi người, chữ quờ. Nó cứ bị kẹt cái gì tức nhờ. Không còn nó cắm đầu vô đó rồi, để cho mình đi á. Nhưng mà đi á mấy bạn, nó tốt quá. Rồi xong đi qua bên đây là có một đống tủ. Ê giờ mới để ý là cái tủ này nó có màu. Hiểu là cuốn sách á, thêm một
Một tầng này là màu xanh, còn đây là màu đỏ, đây là màu nâu, màu xanh lá. Chứ lúc trước hay đi chơi là không có cái nào mà nó bằng, chỉ là nó không có lộn xộn á mọi người. Ở bên này chú Quy là số mấy vậy? Ở sao nãy giờ không tìm được chú Quờ ta? Ủa cái gì vậy? Em đi bay gì vậy? Banh nhà lòng luôn mọi người ơi. Ôi từ chữ O nè. Ủa sao có chú Quy? Hồi nãy em thấy chú Quy mà ta. Oh my god, chắc là nó ở đây. Ê, ôi lỏ cái gì, hồi nãy em thấy chú Quy rồi đúng không? Tất cả ba cái giống gì không? Chữ W rồi nè, chữ W trước, xong rồi dấu X, xong rồi chữ O nè. Ủa hai chữ W. Ủa là sao vậy? Ok, Happy hiểu rồi. Để bây giờ Happy lại cái tấm bảng Happy xem nè. Là O nè, xong rồi dấu X nè, cái xong rồi cái chữ W, rồi chữ W. Nhưng mà bây giờ là chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi mọi người. Để Happy nhắn thử cho. 2 nè, 3, 2 rồi xong. Để Happy suy nghĩ ra chắc là nghĩ số 2 nữa. Rồi không phải luôn mấy bạn ơi. How? Ủa sao nãy Happy đi, Happy thấy chữ W mà ta. Hôm nay nó lỗi. Oh my god, buồn luôn rồi giờ sao? Happy thấy hai chữ W rồi nè. W là đi đi thứ ba nè. Ủa thì đúng rồi mấy bạn, chứ sao nữa? Mọi chị nhấn gì đó. Happy lại Happy relax luôn. Yeah. Đổ, ô bị kẹt gì vậy? Ok, vô nè. Vô lâu. Rồi xong cũng không được luôn, nghĩa là nó bị gì không mấy bạn ơi? Happy nghĩ là nó sẽ là số 2 chứ ta. Và mấy bạn ơi, nãy giờ Happy mới suy nghĩ ra được là tại bây giờ nè, là Happy có số 2, số 3, số 2 đúng không? Happy nghĩ đó là số 1 hoặc là số mấy đó. Ủa? Ủa sao mày nó đi qua được vậy? Oh my god, số 2, từ từ. Không, mấy bạn ơi, bạn nó banh nhà lòng đi đâu luôn rồi. 2 nè, từ từ. 2 3 nè. Và 2 và 1. Ô, vậy nó bị gì vậy? 2, 3 2 0. Ủa, vậy nó bị gì không mọi người ơi? Tại vì nãy là hay bị tìm tìm là không có thấy luôn rồi. Ủa vậy là sao? Chứ nãy giờ là Happy không có thấy cái tủ sách luôn á. Ủa cái con này đâu rồi? Happy thấy cái con này nó chỉ biết cắm đầu thôi mọi người. Nè không, nó bị gì nè. Cái nghiệp đúng không? Nó bị kẹt hả? Ok, mình mới giải cứu nó và nó đã... Nó lợi nó oánh mình mọi người ơi. Ôi trời ơi, sao cái con này nó không dữ quá, Happy mới giải cứu nó à. Bạn xăm tiếng yêu luôn rồi. Rồi mọi người, Happy có cách nè. Bây giờ Happy sẽ thử từng số 1 nha mấy bạn. Đầu tiên là nè, đầu tiên là 2, 3, 2, 1. Không nha, không phải. 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 Trời ơi, đó đại luôn mấy bạn. Quá là easy. Biến. Quá là dễ luôn. Ơi, trời cái màn đó nãy Happy thấy nó khó, nhưng mà bây giờ Happy thấy nó rất là dễ, easy luôn. Và bây giờ cái cửa đó là bị thay đổi. Oh my god, trời ơi, bây giờ chúng ta phải vượt qua những cái thứ này nữa hả? Những cái đồ bóp trái thấy ghê quá, nhưng mà không có con gì dí hết. Và Happy vẫn sợ tại vì lửa mà nãy nhưng mà nó lây lên người mình là mình banh nhà lòng luôn. Tôi thoát ở đây hả? Giờ bây giờ mình phải làm sao? À, là bây giờ ấy, ủa sao cái này nó cứ bị kẹt cái gì á mọi người thấy không? Rồi xong, em ở cửa nhanh lên. À, rồi xong luôn mọi người ơi, tức
thì chứ mở cửa rồi á. Ok mọi người ơi, thì nếu như mà mọi người thích Happy gọi là chơi đồ đo nữa thì nhớ like share cho mình nha. Và bây giờ thì chúc em mới vui vẻ, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Oh, 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 oh